Vâng, thưa quý vị khán giả, trong những ngày trời hè nắng bức như thế này thì rõ ràng mọi người đều cũng có rất là nhiều những cái hoạt động khiến cho chúng ta đổ mồ hôi. Vậy thì Dạ. làm thế nào đó cái việc mà chúng ta ăn uống ngon miệng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều Dạ. đúng không ạ? Và lúc này đây tôi nghĩ là rất nhiều các chị em nội trợ sẽ cảm thấy đau đầu bởi vì không biết là làm sao để có thể là chế biến được những món ăn hợp với tình hình thời tiết này, không chỉ cho người lớn nữa mà còn cho trẻ nhỏ nữa. Dạ vâng ạ, cái việc mà chúng ta tự chế biến được món ăn tại nhà thì không chỉ gắn kết tình cảm gia đình mà còn giúp cho những bữa ăn trở nên an toàn hơn. Các cụ ngày xưa thì đã có một câu nói là dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon đúng không ạ? Thế còn ngày hôm nay thì những cái món ăn đó thì vẫn giữ được cái hương vị xưa nhưng mà đã có được những cái thay mới để giúp cho cái bữa ăn trở nên đa dạng khẩu vị hơn. Và thay thế vào đó chính là những cái món lẩu cũng từ nguyên liệu là từ tôm Tôm hay mà bầu. là bầu, thì chúng ta sẽ có cách chế biến như thế nào để đa dạng và thay đổi hơn. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng vào bếp cùng với chương trình ngày hôm nay nhé. Đến với chương trình ẩm thực nếm nấu của chúng tôi ngày hôm nay. Người ta thường có câu là dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp thì gật đầu khen ngon. Và món canh tôm bầu thì có lẽ đã quen thuộc với rất nhiều gia đình Việt Nam. Vậy nhưng lẩu tôm bầu thì có lẽ là khá là mới mẻ. Vậy thì món ăn này sẽ được nấu như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chef Nguyễn Văn Thái để tìm hiểu về công thức nấu món ăn này nhé. Xin chào anh Thái ạ. Chào em. Ngày hôm nay thì em đang thấy là chúng ta đang ở một cái hàng rau quả và không biết là cái nguyên liệu để chúng ta có thể nấu món ăn ngày hôm nay như thế nào. Cái nguyên liệu của chúng ta là trái bầu. Trái bầu và tôm. Chúng ta sẽ lựa những quả bầu ngon để chúng ta nấu với món lẩu tôm bầu của chúng ta. Ví dụ chúng ta lựa trái bầu thì chúng ta sẽ lựa những cái quả mà nó vỏ nó mịn này, không bị sâu. Nhưng quả này, hai quả này rất là ngon rồi. Chúng ta sẽ mua luôn hai quả này luôn. Dạ. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với đi lựa chọn tôm. Dạ vâng. Với món tôm lẩu tôm bầu thì có lẽ là mọi người sẽ khá là mới lạ với món này đúng không anh? Thì Thái cũng là mình sáng tạo ra để cho khách hàng ăn một cái khẩu vị mới, một cái trải nghiệm mới. Tức là với món ăn này thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng để bày ở trong các nhà hàng, thậm chí là để đãi khách khi mà mình muốn làm tổ chức tiệc với bạn bè đúng không anh Thái? Ok, ở nhà mình có thể nấu được cho gia đình mình ăn hay là tiếp khách mọi người. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với nguyên liệu tiếp theo rất quan trọng, đó là tôm đúng không ạ? Tôm đúng không? Đây. Ta sẽ lựa chọn con tôm. Ví dụ như mình chọn những con tôm tươi ngon này. Đấy, chảy kìa. Ta sẽ xay ra những con tôm tươi ngon này, nước sẽ rất là ngọt. Ta sẽ cho một chút dầu vào để chúng ta chuẩn bị món chiên tôm và chiên chả tôm. Con tôm của chúng ta sẽ dùng tôm sú, ta xẻ lưng tôm ra và lấy chỉ tôm. Bắt đầu dầu chúng ta sẽ đang nóng già rồi. Chúng ta dầu món này chúng ta chiên sơ qua tôm thôi. Chín nó khoảng 30% thôi thì để tạo cái lớp vỏ của tôm nó sẽ giòn và thơm tôm chứ không chiên chín nhá. Chúng ta sẽ chiên sơ qua được khoảng 2-3 phút thôi thì tôm nó sẽ có độ chín. Chúng ta sẽ vớt tôm ra. Bắt đầu chúng ta sẽ chiên món chả tôm. Chả tôm chúng ta sẽ chiên sơ qua cho nó vàng lên.
một khoảng thời gian thì hiện tại trước mặt tôi bây giờ đang là món lẩu tôm bầu đã được chép thái, đã hoàn thiện. Và nhìn cái món ăn như thế này thì rõ ràng là chúng ta không thể tưởng tượng là cái món giống như tôi hay nói là những món bình dân quá khen thuộc lại trở thành cái món ăn sang trọng như này. Ra mình hôm nay sử dụng tất cả những tinh túy nhất từ con tôm, ví dụ như từ tôm xay ra để nấu bằng nước dùng, nước lẩu, nước lèo. Và thứ hai mình dùng chả tôm, mọc tôm và tôm sú. Và với cái món lẩu tôm bầu thì chắc chắn là không chỉ có tôm riêng đâu, mà ở đây thì anh Thái đã chế biến rất nhiều những cái món ăn từ tôm, ví dụ như là chả tôm, rồi thì mọc tôm và có cả rau ăn kèm nữa. Thì đây là một cái món ăn nó cũng rất là thoải mái để các gia đình có thể tận hưởng, đúng không ạ? Vâng, và bây giờ thì chắc chắn là chúng ta sẽ cùng nhau là nếm thử cái món ăn này, đúng không anh Thái? Đúng rồi. Cách ăn của cái món này thì trước mắt thì chúng ta sẽ cho một chút gọi là hành với cả mùi tàu, chúng ta cho vào nước dùng, chúng ta sẽ cho mọc tôm vào, mọc tôm sẽ lâu chín hơn, chúng ta sẽ cho vào trước. Ta sẽ cho chả tôm chúng ta sẽ rút cái que ra, chúng ta cầm cái kẹp chúng ta sẽ rút nhẹ cái đó, chúng ta cho 1-2 con tôm và chúng ta sẽ lấy một chút nhá. Dạ. Thanh mượn cái chén của em, cái bát của em ấy. Ok, mời em. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nếm một chút cái phần nước dùng. Đúng rồi. Vâng, với cái vị nước dùng nó rất là thanh và rất là đậm vị tôm. Ở đây thì nó có thêm một chút đậm đà hơn so với cái canh bầu tôm mà chúng ta hay ăn. Thì có lẽ là chúng ta sẽ ăn cùng với các loại rau và nấm thì nó sẽ làm cho món lẩu mình hấp dẫn hơn, đúng không? Đúng rồi, chúng ta sẽ sau đó chúng ta ăn lo, chúng ta có thể ăn dùng với bún rất là ngon. Rất là cảm ơn đầu bếp Thái ngày hôm nay đã giới thiệu với chương trình cũng như là các quý vị khán giả một cái món ăn rất là ngon. Và hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi của chef Thái thì các quý vị khán giả xem chương trình đã kịp ghi lại công thức cũng như là thực hiện món ăn này tại nhà. Xin cảm ơn anh.